Theo tờ Politico hôm 26 tháng 6, Ukraine khẳng định nước này không cố tình trì hoãn trong chiến dịch phản công sau những bước tiến chậm chưa đạt kỳ vọng trong những tuần đầu tiên. Theo bài báo, các quan chức Ukraine đã nhấn mạnh mong muốn phản công có thể tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, họ chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng như hiệu quả của máy bay Nga, những bãi mìn và thời tiết xấu để giải thích lý do các lực lượng Kiev không đạt được tiến bộ đáng kể. Ông Yuri Sat, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng cho Politico hay, lực lượng Ukraine vẫn đang tiến về phía trước ở nhiều hướng khác nhau trên tiền tuyến. Ông giải thích rằng đã không thể đánh giá đúng mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ của Nga trước khi tiến hành phản công. Quan chức này lưu ý rằng chỉ khi thực hiện các hoạt động thăm dò tích cực, lực lượng Ukraine mới có được bức tranh rõ ràng hơn. Thông tin thu được sẽ được đưa vào các giai đoạn tiếp theo của các hoạt động tấn công. Tuy nhiên, theo tờ Politico, giới chức ủng hộ Kiev ở Washington và châu Âu đang không hài lòng với tốc độ của chiến dịch và được cho là đang kêu gọi quân đội Ukraine nhanh chóng đạt thêm những thành tựu đáng kể trên chiến trường. Họ cũng được cho là đã chỉ trích lực lượng vũ trang Ukraine vì quá thận trọng, chờ đợi thời tiết hoàn hảo và các yếu tố phù hợp khác trước khi tấn công các vị trí của Nga. Theo tờ báo, một số nhà phân tích từ lâu đã cảnh báo rằng dù các chỉ huy Ukraine được phương Tây đào tạo, Kiev vẫn chưa có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chiến đấu của NATO và sẽ tiếp tục hoạt động với chiến lược tiêu hao mà không thể ứng dụng đúng đắn các hoạt động hiệp đồng chiến đấu, tác chiến cơ động và tấn công tầm xa chính xác. Nhận định này được đưa ra khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tại cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu EU hôm 26 tháng 6 nhắc lại yêu cầu của Kiev được cung cấp thêm nhiều tổ hợp pháo và tên lửa hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu tiên tiến và kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Politico cũng cho biết Kiev và các đồng minh phương Tây đang đánh giá khả năng tận dụng cơ hội xuất hiện trong cuộc nổi loạn không thành của nhóm quân sự tư nhân Wagner tại Nga cuối tuần trước. Về mặt chính thức, Washington giữ im lặng về sự việc trên. Theo một bản tin của trang Axios vào hôm 27 tháng 6, Ngoại trưởng Antony Blinken được cho là đã yêu cầu nhân viên của ông không bình luận về vụ việc và chỉ nói rằng Mỹ đang theo dõi tình hình. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.